Đây em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái món đồ thanh ha các anh chị, một món đồ thanh. Đồ này là chén kiểu ha các anh chị, chén kiểu rất là đẹp luôn. Cúc là thọ dây, thọ leo. Đây, thọ, cúc thọ. Hoa cúc với chữ thọ, rất là đẹp luôn. Ở đây là có vẽ luôn này. Đường này đường lõi lò ha các anh chị, đường lõi lò. Đường kính chỉ 9.5 thôi. Mini rất đẹp. Đây. Thấu quang thông đèn dĩa này mỏng lắm nha các anh chị. Chuẩn cổ, đồ 19 ha, đồ 19 rất đẹp. Dĩa rất là tơ tóc luôn. Tình trạng là lành đẹp hình như là tuyệt đối luôn các anh chị. Cái chỗ này nó có cái đường tóc bạc nhỏ, tóc bạc nhỏ nó. Đây, một cái đường tóc bạc rất là nhỏ. Dĩa này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,3 triệu, 1,3 triệu cho cái dĩa mini cúc thọ. Đây, cúc cài thọ. Và tiếp đến thì em có một cái món đồ ta, một cái chén nha các anh chị, một cái bát chằn. Bát chằn này đường kính là 13.5, đường kính 13.5. Tình trạng là nước men bóng đẹp. Đây, nước men rất là bóng. Đây, dây rút. Một cái bát chằn rất là đẹp luôn. 7-800 năm. Chiều cao là 6 cm và đường kính 13.5. Cái bát này nó bị vẫy ở đây một tí ha các anh chị. Đây, bị vẫy khoảng cỡ hạt gạo đây. Đây, bị vẫy đây một tí. Vẫy mép trong. Còn nhiêu lành đẹp. Bát này 850 ngàn, 850 ngàn một cái bát chằn chuẩn cổ ha. Ở trong đây có chữ luôn. Có chữ luôn ha các anh chị. Đây. Một cái bát chằn. Và tiếp đến đây cũng một cái bát chằn luôn. Mua 650, giá mua 650. Bát này là bát cúc ha các anh chị. Bát cúc cúc leo. Đây bị vẫy mép ngoài một tí đây, bị vẫy mép ngoài một tí. Đây các anh chị, 3 chấm kê ở trong nè, có 3 chấm kê. Một bát cúc dây. Đường kính nó cũng rơi vào là 13.5 và chiều cao là 5 cm. Bát này em cũng giao lưu với giá là 850 ngàn, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, bị vẫy một tí ở ngoài ha. Tình trạng rất là đẹp, nước men bóng khỏe. Đây, hai bát. Hai bát rất là tốt luôn. Đây. Hai bát chằn và một cái bát thanh ha. Đây, một cái dĩa, cái này cái dĩa, dĩa mini, dĩa nước chấm. Rồi, cảm ơn các anh chị và cô bác rất nhiều.